Đối thủ bác sĩ Ngô Bá Định là sponsor cũng như ban tổ chức đã tổ chức cái rally hôm nay. Thật sự Hải không có phải là đảng Dân Chủ của Atlas, Hải chưa có declare Hải là thành viên đảng Dân Chủ. Nhưng mà Hải có predict trên kênh Phú Sa TV của anh Phú Hằng Lân là Tổng thống Donald Trump sẽ thua và sẽ thua landslide. Hải all in, Hải kêu gọi tất cả mọi người phải ủng hộ, tất cả người Việt có bổn phận trách nhiệm phải bỏ phiếu cho luật sư Derek Trần kỳ này. Và giống như anh cũng có nói, Hải nghĩ đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể đưa một người tốt nghiệp vào phản biểu của chúng ta là những người tiên ba và những người tiên 45 khu vực của Sài Gòn. Cũng như nếu mà được, Hải hy vọng là trong tương lai, mặc dù còn có 2-3 năm nữa, Hải hy vọng các bạn ở đây có thể là phụ và những người như anh luật sư Chi Vi Phạm kêu gọi được giới trẻ, các bạn trẻ Việt Nam, Gen Z, sinh viên học sinh, những hội đoàn trẻ, các bạn phải vận động giới trẻ tham gia. Hải thì đã mình thuê một cái website 30 năm nay rồi, Việt Youth, phải lấy cái nickname là Việt Youth về già rồi, mà hồi xưa là phải vận động cho giới trẻ, là hy vọng như vậy. Riêng là Hải thực sự ứng cử đối đầu với luật sư Dina Nguyễn. Hải không có kêu gọi quý vị bỏ phiếu cho Hải để lật đổ luật sư Dina Nguyễn. And it's not now, lần tới Hải sẽ run against Nguyễn Quốc Lâm nếu mà không có người khác. Nhưng mà Hải hy vọng quý vị có thể kêu gọi bạn bè truyền miệng để giúp Hải vào được cái hội đồng director của cái sở vệ sinh của Midway City. Tại vì các bạn biết rồi, quý vị biết rồi, mấy chục năm nay, mỗi năm cái sở vệ sinh có một cái ngân sách 50-60 triệu đô la mỗi năm, và họ toàn là người của băng nhóm một băng với nhau, không họ điều hành cái băng đó. Cái sở vệ sinh đó 20 năm nay cái số tiền nó lên đến 100 triệu đô la. Chúng ta có ai biết họ dùng cái tiền nó làm gì hay không, họ chia trả cho ai, ký hợp đồng với ai? Nếu mà Hải vào được đó, Hải sẽ phân phối tất cả, và Hải đã làm cái chuyện đó, rất mong được sự ủng hộ. We would like to invite Attorney at Law, Mr. Đỗ Phủ, come up here and give us his